Ơi chào các bạn nha. Ở đây anh Nhàn với Ngọc Ngáo Đá nè, hai hứng lúa chuyên nghiệp. Mùa nay hứng không kịp các bạn. Không phải. Đang chơi đồ, đang chín đồ không? Tới công chuyện hiểu không? Hứng không nổi. Anh em theo tôi nha. Anh em theo tôi xuống chặt cơm nước rồi ha. Trước tiên là mình giới thiệu về nội dung kênh nội bộ rồi mình đi cắt lúa nè. Đây là có chiếc máy kéo nè phải không? Đây là chiếc máy kéo. Đây, cánh tay tôi đây là chiếc máy kéo. Đó. Chiếc máy kéo màu xanh. Chiếc máy kéo này nó cũ là 8 năm rồi. Là chiếc kéo này màu đỏ không nội. Còn đây là chiếc máy cắt chung phía trước cánh tay tôi là máy cắt máy thái. Rồi hai ông đó là hai ông gì? Bên đây là thành viên bên máy kéo. Đây là anh Bác Tài. Bác Tài hả? Còn cái này là Tài Dục. Đây dục. Đây là chẹt của máy cắt nha. Hai chiếc máy cắt con chiếc chẹt các bạn ơi. Rồi cắt đó, còn đó là máy kéo. Thì bây giờ anh em tập trung xuống ở đây tôi để giới thiệu luôn cho nó hết luôn nè. Ăn cơm phải không? Giới thiệu cơm nước thì buổi sáng của cái ngày này phải không? Tập trung đi. Quý ăn cơm không mày? Quý ngáo đá. Cơm nè. Anh em rồi, tập trung đi, thành một tiểu đội coi. Đây các bạn ơi, bữa nay đi cắt không có quay cho anh em coi máy ha. Bữa nay chạy rồi, giờ cái này cũng vô vụ lai gai các bạn ơi. Thì khi nào ở công mình đi quay sang máy binh cho anh em coi nữa, anh em nhớ ủng hộ kênh, like, subscribe, ký kênh nha. Để mình quay cánh đồng của mình cho anh em chạy. Cánh đồng này thì đặc quyền có hai máy, lâu lâu mới có một hai máy lẻ các không kịp mới đưa vô nha anh em. Rồi đây cánh đồng các bạn, cái này cắt lay gai không có đụng ha. Mình cắt xong cánh này rồi, cánh này thì cắt lay gai, cắt cánh này với cánh dưới kia, hai cánh này đó thì nó trùng trùng ngày, cắt lay gai không có đụng anh em. Rồi cắt xong cái này sang cánh bên sông bên kia xả ấy, không cắt xong cái này rồi qua bên kia anh em, ngang cái bên kia trước rồi mới qua bên đây. Đó, năm nay là không có đụng, mắc lay mấy lính đã buộc dây các bạn ơi. Đây, chỗ ruộng vô nè, cái này đất này lúng nãy giờ mình vẽ đằng này tùm lum la chân, lại tới đây nó sụp cái đầu xuống anh em. Đất ở đây nói chung anh em ấy thì nói chung nó cũng không có lúng gì mấy, một hai chỗ lúng à, ba cái lung rồi các bạn ơi. Đó, vô cụ sắt lưỡi hái vô kìa. Rồi có chiếc máy qua sẽ sẵn kéo tiếp nè anh em, sợ mới kéo không lên á. Cắt cái lỗ xanh này được rồi, cái lỗ xanh này uống được. Tính ủi vô ve lại mà ủi vô cái dính luôn. Vậy tôi sợ tôi chỉ em rồi đó. Tính ve lại đó mà ve không được. Ve không có đâu, mấy bạn ủi không có nè. Không có đâu, nó ủi vô là ve nó chìm đầu xuống liền à. Chút ấy đi, cắt bớt đi, cắt lọt giữa đi.
Ờ cắt lâu lâu vô đi, ủi sâu quá uống được. Cái khúc này xanh quá anh em, nó đúng ngay ngang khúc đó, đó các bạn, đây rồi ngang đó đó. Bỏ lúng không đi à. Ồ, cắt chuyên nghiệp anh em. Ôi bay ở ngoài luôn rồi. Quá lúng rồi. Đi còn ấy quá lấy các bạn. Tính ủi ra rút đầu vô, rút đầu ve ra mà bắt lúc lúc quá ve không nổi, nó sập luôn các bạn ơi. Đây máy này qua trợ giúp. Chạy ra khói kìa. Thì cái này mình quay cuộc dây á, khéo thì mình không quay cho anh em coi á, tại em nó chạy các bạn ơi.